Thảo Nguyên xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Tiết mục tin tức ngày hôm nay được bảo trợ bởi văn phòng KB & Associates Income Tax Inc. nơi phục vụ quý vị trong những dịch vụ như bookkeeping, tax planning, living trust, cùng với đầy đủ các loại bảo hiểm cho nhà cửa và sức khỏe. Mọi chi tiết xin gọi Bình Võ 714-531-8192. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Lượng khách đi du lịch trễ trong kỳ nghỉ lễ đang tăng lên với khoảng 2,7 triệu người lên chuyến bay vào thứ Tư ngày 22 tháng 11 và hàng triệu người khác lái xe đi chơi nhân lễ tạ ơn. Số lượng siêu lợn hoang khó tiêu diệt bùng nổ ở Canada đang đe dọa tràn về phía nam biên giới và các tiểu bang phía bắc Hoa Kỳ như Minnesota, North Dakota và Montana. Cựu tổng giám đốc điều hành của OpenAI, hãng làm ra ChatGPT, sắp trở lại nắm quyền ở chính nơi đã sa thải ông hồi cuối tuần trước, chấm dứt cuộc đấu đá quyền lực kéo dài nhiều ngày, đã gây sốc cho ngành công nghệ và khiến công chúng chú ý đến những mâu thuẫn về cách thức tạo dựng trí tuệ nhân tạo sao cho an toàn. Trong lúc các nghị sĩ ở Washington cân nhắc việc viện trợ thêm hàng tỷ đô la từ ngân sách liên bang cho Kyiv để giúp họ chiến đấu chống quân xâm lược Nga, có tới gần một nửa người dân Mỹ cho rằng đất nước Hoa Kỳ đang viện trợ Ukraine quá nhiều. Quân đội Ukraine đang đối mặt với việc phòng thủ khó khăn ở một số nơi trên mặt trận miền Đông với cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông đã bắt đầu, nhưng các lực lượng Ukraine ở miền Nam vẫn đang tiến công. Trung Quốc và Uruguay hôm 22 tháng 11 đã nâng cấp quan hệ song phương, tạo tiền đề tăng cường thương mại và đầu tư, cũng như đưa quan hệ của quốc gia Nam Mỹ đầy tham vọng này với Bắc Kinh lên ngang bằng quan hệ của hai nước thành viên khác trong khối Mercosur là Brazil và Argentina. Dữ liệu chính thức cho biết, các thiết bị điện tử trị giá 74 triệu đô la như tấm pin mặt trời và vi mặt hầu hết từ Việt Nam và Malaysia đã bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào tháng 9 hoặc bị kiểm tra các linh kiện xem liệu có được sản xuất bằng lao động bị cưỡng bức ở Trung Quốc hay không. Và sau đây là bản tin chi tiết. Lượng khách đi du lịch trễ trong kỳ nghỉ lễ đang tăng lên với khoảng 2,7 triệu người lên chuyến bay vào thứ Tư ngày 22 tháng 11 và hàng triệu người khác lái xe đi chơi nhân lễ tạ ơn. Các quan chức hàng không cho biết họ tự tin có thể tránh được tình trạng gián đoạn lớn đã xảy ra trong các kỳ nghỉ lễ vừa qua, chẳng hạn như vụ khủng hoảng tại Southwest Airlines vào Giáng sinh năm ngoái. Nhưng mưa lớn và mưa tuyết dọc theo bờ đông có thể gây ra sự chậm trễ. Cơ quan thời tiết quốc gia dự đoán tuyết sẽ tích tụ ở miền Bắc New England vào ngày 22 tháng 11, bao gồm lượng tuyết rơi lên tới 20,3cm ở miền Bắc Maine. Dự kiến tuyết cũng sẽ đổ bộ vào dãy núi Rocky phía Bắc vào ngày lễ tạ ơn, mang theo lượng tuyết dày tới 30cm đến các vùng của Wyoming vào ngày 24 tháng 11. Tuy nhiên, tính đến sáng ngày 22 tháng 11, các sân bay ở Mỹ chỉ báo cáo 9 chuyến bay bị hủy và 260 chuyến bay bị hoãn, theo FlightAware. Các hãng hàng không đã bổ sung thêm hàng chục nghìn nhân viên trong vài năm qua và Southwest cho biết họ đã mua thêm thiết bị mùa đông để giữ cho máy bay di chuyển ngay cả khi dưới nhiệt độ mức đóng băng. Đường bay an ninh tại các sân bay có thể kéo dài vì đám đông. Delta Airlines yêu cầu hành khách đến sân bay ít nhất 2 giờ trước chuyến bay nếu họ bay trong nước Mỹ, sớm 3 giờ nếu họ bay ra ngoài nước, và có thể phải sớm hơn nữa vào ngày Chủ nhật 26 tháng 11 và thứ Hai 27 tháng 11. Cơ quan quản lý an ninh vận tải dự kiến sẽ kiểm tra 2,7 triệu hành khách vào ngày 22 tháng 11 và Chủ nhật 26 tháng 11. Cơ quan dự kiến sẽ kiểm tra 2,9 triệu lượt, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày 30 tháng 6. Kỳ nghỉ lễ cũng sẽ thử thách Cục Hàng không Liên bang. Cơ quan đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu tại các cơ sở quan trọng, khiến số chuyến bay đến khu vực thành phố New York bị giảm vào mùa hè và mùa thu này. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cho biết rằng, chính phủ đã chuẩn bị cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ bằng cách thuê thêm nhân viên kiểm soát không lưu
mở các tuyến hàng không mới dọc theo bờ đông và tài trợ cho các sân bay để mua máy xúc tuyết và thiết bị làm tan băng. Trong khi đó, Hiệp hội Xe hơi Hoa Kỳ AAA dự đoán rằng 55,4 triệu người sẽ di chuyển ít nhất 50 dặm từ nhà từ thứ Tư 22 tháng 11 đến Chủ nhật 26 tháng 11, mức dự báo cao thứ ba từ trước đến nay của Hiệp hội. AAA cho biết hầu hết trong số họ 49,1 triệu người sẽ lái xe. Người lái xe sẽ hưởng được xăng giảm giá so với năm ngoái. AAA cho biết giá xăng trung bình trên toàn quốc đã giảm xuống còn 3,28 đô la một gallon vào ngày 22 tháng 11 so với 3,63 đô la. Du khách đi máy bay cũng sẽ được hưởng mức giá thấp hơn. Theo số liệu về chính phủ, giá vé máy bay trong tháng 10 đã giảm 13% so với năm ngoái và giá vé vào dịp lễ tạ ơn đã thấp hơn khoảng 14% so với một năm trước. Mặc dù vậy, chi phí thuê nhà, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và các chi phí khác cao hơn đang đè nặng lên kế hoạch du lịch của người dân. Lượng siêu lợn hoang khó tiêu diệt bùng nổ ở Canada đang đe dọa tràn về phía nam biên giới và các tiểu bang phía bắc Hoa Kỳ như Minnesota, North Dakota và Montana. Hiện Hoa Kỳ đang thực hiện các kế hoạch để ngăn chặn cuộc xâm lược này. Ở Canada, lợn rừng lang thang ở Alberta, Saskatchewan và Manitoba gây ra mối đe dọa mới. Chúng thường là những giống lợn lai kết hợp kỹ năng sinh tồn của lợn rừng Á Âu cùng với kích thước và khả năng sinh sản cao lợn nhà để tạo thành một loại siêu lợn lan rộng ngoài tầm kiểm soát. Ông Brian Brook, giáo sư tại Đại học Saskatchewan, gọi lợn rừng là động vật xâm lấn mạnh nhất trên hành tinh, và chuyện này giống như một vụ lật tàu sinh thái. Lợn không có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, mặc dù chúng đã lang thang khắp lục địa trong nhiều thế kỷ, nhưng vấn đề của Canada chỉ bắt nguồn từ những năm 1980, khi nước này khuyến khích nông dân nuôi lợn rừng. Thị trường sụp đổ sau khi đạt đỉnh điểm vào năm 2001, và một số nông dân thất vọng đã cắt hàng rào, thả rong lợn ra ngoài rừng. Không ngờ lũ lợn rất giỏi sống sót qua mùa đông ở Canada. Chúng thông minh, dễ thích nghi và có nhiều lông. Chúng ăn bất cứ thứ gì, kể cả cây trồng và động vật hoang dã. Chúng ủi đất khi chúng tìm sâu bọ và cây trồng. Chúng có thể lây lan những căn bệnh đến các trang trại chăn nuôi lợn như bệnh sốt lợn châu Phi, và chúng sinh sản nhanh chóng. Một con lợn nái có thể đẻ 6 con trong một lứa và đẻ 2 lứa trong một năm. Ông Brooks nói rằng việc săn bắn chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Tỷ lệ thành công của những người đi săn chỉ tiêu diệt được khoảng 2% đến 3%, và một số tiểu bang đã cấm săn bắn vì điều đó khiến lợn trở nên cảnh giác và chỉ xuất hiện về đêm. Lúc đó lại càng khó truy lùng và tiêu diệt hơn. Lợn rừng đã gây thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đô la cho mùa vụ ở Mỹ mỗi năm, chủ yếu ở các tiểu bang miền Nam như Texas, và chúng có thể hung dữ với con người. Một phụ nữ ở Texas từng bị lợn rừng giết chết vào năm 2019. Ông Bruce cho biết, việc tiêu diệt lợn rừng không còn kiểm soát được ở Manitoba và Saskatchewan. Nhưng tình hình không phải ở đâu cũng vô vọng, và một số tiểu bang ở Mỹ đã có kế hoạch tiêu diệt chúng. Ông nói điều quan trọng là có một hệ thống theo dõi, phát hiện để có thể tìm thấy chúng sớm và nhanh chóng, sau đó đối phó nhanh chóng. Ông đã ghi nhận 62.000 trường hợp nhìn thấy lợn rừng ở Canada. Các cuộc khảo sát từ trên không đã phát hiện ra chúng ở cả hai bên biên giới Canada và North Dakota, Hoa Kỳ. Họ cũng đã phát hiện ra chúng ở Manitoba, cách Minnesota 28 km. Ông Brooks cho biết Montana là tiểu bang nghiêm túc nhất trong việc ngăn chặn lợn rừng. Chính quyền cấm nuôi và vận chuyển lợn rừng trong tiểu bang. Các phương pháp bao gồm các bẫy lớn trên mặt đất với những cái tên như Boar Buster hoặc súng lưới bắn từ máy bay trực thăng. Một số tiểu bang và tỉnh áp dụng các phương trình theo dõi do cộng đồng huy động. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu các chất độc như natri nitrite nhưng không dám sử dụng vì chúng có nguy cơ gây hại cho các loài khác. Minnesota nằm trong số các tiểu bang đang cố gắng ngăn chặn đàn lợn lan rộng. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của tiểu bang dự kiến sẽ công bố một phúc trình vào tháng 2 để xác định những lỗ hổng trong kế hoạch quản lý và khuyến nghị các bước phòng ngừa mới. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đang sử dụng máy bay và cả máy bay không người lái để tăng cường giám sát dọc biên giới phía Bắc.
Minnesota được tuyên bố là tiểu bang đã tiêu diệt được lợn rừng sau khi cơ quan động vật hoang dã USDA bắn chết một nhóm lợn vào năm 2016, lang thang khỏi trang trại và trở thành hoang dã ở góc xa về phía tây bắc của tiểu bang. Theo USDA, lợn hoang đã được báo cáo ở ít nhất 35 tiểu bang. Cơ quan này ước tính tổng số lợn ở các tiểu bang này vào khoảng 6 triệu con. Ông Mike Marlow, phụ tá giám đốc chương trình cho biết, kể từ khi thực hiện chương trình quản lý lợn hoang quốc gia vào năm 2014, USDA đã cung cấp tài chính cho 33 tiểu bang. Ông cho biết mục tiêu là tiêu diệt lợn rừng ở những nơi có quần thể thấp hoặc mới nổi, đồng thời hạn chế thiệt hại ở những nơi chúng đã sinh sôi như Texas và các tiểu bang phía đông nam. Chương trình đã thành công ở một số tiểu bang có số lượng nhỏ như Vermont, New York, Pennsylvania, New Hampshire, Wisconsin và Washington. Những con vật này thỉnh thoảng bị phát hiện và nhanh chóng bị tiêu diệt ở Bắc Dakota. Cựu tổng giám đốc điều hành của OpenAI, hãng làm ra ChatGPT, sắp trở lại nắm quyền ở chính nơi đã sa thải ông hồi cuối tuần trước, chấm dứt cuộc đấu đá quyền lực kéo dài nhiều ngày đã gây sốc cho ngành công nghệ và khiến công chúng chú ý đến những mâu thuẫn về cách thức tạo dựng trí tuệ nhân tạo sao cho an toàn. OpenAI có trụ sở tại San Francisco ra tuyên bố vào tối ngày 21 tháng 11 nói rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc để ông Sam Altman trở lại OpenAI làm tổng giám đốc điều hành, CEO, cùng với hội đồng quản trị lâm thời mới. Hội đồng quản trị mới này sẽ thay thế hội đồng quản trị đã từng sa thải ông Altman. Sẽ có chủ tịch là ông Brett Taylor, cựu đồng tổng giám đốc điều hành Salesforce và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của Twitter trước khi Twitter được Elon Musk tiếp quản hồi năm ngoái. Các thành viên khác trong hội đồng bao gồm cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Larry Summers và Tổng Giám đốc Điều hành Ora Adam Angelo. Hội đồng quản trị trước đây của OpenAI đã từ chối cho biết lý do cụ thể họ sa thải Altman, dẫn đến tranh chấp trong nội bộ công ty và áp lực bên ngoài từ các nhà đầu tư gia tăng hồi cuối tuần qua. Sự hỗn loạn đó cũng cho thấy khác biệt giữa một bên là Altman, người đã trở thành gương mặt đại diện cho sự thương mại hóa nhanh chóng của loại trí tuệ nhân tạo AI, làm ra nội dung kể từ khi ChatGPT ra đời một năm trước, và một bên là các thành viên hội đồng quản trị đã hết sức dè dặt về những nguy cơ an toàn do AI gây ra khi nó ngày càng phát triển. Microsoft vốn đã đầu tư hàng tỷ đô la vào OpenAI và có nắm nhiều quyền về công nghệ hiện tại của hãng. Hôm 20 tháng 11 đã nhanh chóng tuyển Altman vào cùng với một đồng sáng lập và cựu chủ tịch khác là Greg Brockman, người đã từ chức để phản đối việc Altman bị sa thải. Hành động này đã khích lệ cho gần như tất cả 770 nhân viên của OpenAI đe dọa sẽ đình công. Họ đã ký vào một lá thư kêu gọi hội đồng quản trị từ chức và phải đưa Altman trở lại. Một trong bốn thành viên hội đồng quản trị tham gia quá trình sa thải Altman là Larry Sergeyev, người đồng sáng lập OpenAI, đồng thời là khoa học gia trưởng của hãng, sau đó đã bày tỏ hối tiếc và hòa cùng lời kêu gọi hội đồng quản trị từ chức. Microsoft trong những ngày gần đây đã cam kết chào đón tất cả nhân viên muốn theo chân Altman và Brockman đến bộ phận nghiên cứu AI mới tại Microsoft. Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella cũng nói rõ trong một loạt các cuộc phỏng vấn hôm 20 tháng 11 rằng ông vẫn để ngỏ khả năng Altman quay trở lại, OpenAI miễn là các vấn đề quản trị của họ được giải quyết. Viết trên mạng xã hội, Altman bày tỏ rằng với hội đồng quản trị mới và với sự hỗ trợ của Satya, tôi mong muốn trở lại OpenAI và xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với Microsoft. Kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang có chương trình Affordable Connectivity Program của chính phủ. Nếu quý vị nào có thu nhập thấp, low income, học sinh đang tham gia chương trình free lunch tại các trường học, sinh viên đang có financial aid, hay quý vị đang hưởng những chương trình phúc lợi xã hội như Medicaid, Housing, SSI, EBT, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ nhận tablet, phone và internet miễn phí. Chúng tôi phục vụ cho tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ. Quý vị liên lạc với Thảo Nguyên ở số điện thoại 408 547
0969 7969. Xin cảm ơn quý vị. Trong lúc các nghị sĩ ở Washington cân nhắc việc viện trợ thêm hàng tỷ đô la từ ngân sách liên bang cho Kyiv để giúp họ chiến đấu chống quân xâm lược Nga, có tới gần một nửa người dân Mỹ cho rằng đất nước Hoa Kỳ đang viện trợ Ukraine quá nhiều. Quan điểm này chủ yếu là của đảng Cộng Hòa, giải thích tại sao các nghị sĩ Cộng Hòa ở Điện Capitol ngày càng chống đối quyết liệt nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine. Họ lập luận rằng số tiền này nên được dành chi cho các ưu tiên trong nước Mỹ. Tuy nhiên, thái độ phản đối viện trợ cho Ukraine đã giảm nhẹ so với một tháng trước. Trong một cuộc thăm dò khác của AP, hiện tại 45% người được thăm dò nói rằng chính phủ Mỹ đang chi quá nhiều tiền để viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga so với 52% vào tháng 10. Sự thay đổi đó dường như chủ yếu diễn ra bên đảng Cộng Hòa. 59% cử tri Cộng Hòa hiện cho rằng viện trợ cho Ukraine đã quá nhiều, giảm so với 69% hồi tháng 10. Ông Eric Mandello, 40 tuổi ở Felton, Colorado nói, tôi hiểu người dân Ukraine cần sự giúp đỡ, nhưng tôi cảm thấy chúng ta đang chi quá nhiều cho Ukraine khi chúng ta có những vấn đề ở đây, trên chính đất nước này mà chúng ta cần phải giải quyết. Tôi hiểu Mỹ là đồng minh của các nước khác, nhưng tôi cảm thấy hãy quan tâm đến người dân của chúng ta trước tiên. Ông chỉ ra các nhu cầu như chăm sóc y tế cho cựu chiến binh và tình trạng vô gia cư trong các cộng đồng. Hơn 1/3, khoảng 38% người trưởng thành ở Hoa Kỳ nói rằng con số chi tiêu hiện tại là phù hợp, tăng nhẹ so với tháng trước 31%. Trong số các đảng viên Cộng Hòa, gần 3 trong 10 người là khoảng 29% nói rằng chi tiêu hiện tại là đúng, tăng từ 20% so với tháng trước. Ngược lại, bà Paula Grace, 69 tuổi, nằm trong số những người nói rằng số tiền chi tiêu cho Ukraine là đúng. Putin, ông ta rõ ràng là quỷ dữ. Tôi không nghĩ rằng có nghi ngờ về điều này. Ông ta là nhà độc tài, ông ta vi phạm nhân quyền, ông ta là một người rất đáng sợ. Và nếu Ukraine rơi vào tay ông ta, tiếp theo sẽ là nước nào? Bà cho biết bà không theo đảng phái nào, nhưng nghiêng về bảo thủ. Bà nói rằng bà tin Mỹ có vai trò lãnh đạo trên vũ đài toàn cầu. Tòa Bạch Ốc đã nhiều lần thúc giục Quốc hội thông qua gói chi tiêu khẩn cấp gần 106 tỷ đô la mà ông Biden đề xuất hồi tháng 10, trong đó có hơn 61 tỷ dành cho cuộc chiến ở Ukraine. Chính quyền Biden đang ngày càng cảnh báo rằng ngân quỹ viện trợ cho Ukraine đang cạn dần. Trong chuyến thăm không báo trước tới Kyiv hôm 20 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu rằng nỗ lực của Ukraine nhằm đánh bại quân Nga quan trọng đối với phần còn lại của thế giới và cam kết sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ tiếp tục lâu dài. Ông John Kirby, phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia, nói trong cuộc họp báo của Tòa Bạch Ốc hôm 20 tháng 11 rằng khi những kẻ gây hấn không trả giá cho sự hung hăng của chúng, chúng sẽ gây ra thêm hỗn loạn, chết chóc và hủy diệt. Chúng sẽ làm tới và cái giá và nguy cơ đối với Mỹ và thế giới sẽ tiếp tục gia tăng. Quân đội Ukraine đang đối mặt với việc phòng thủ khó khăn ở một số nơi trên mặt trận miền đông với cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông đã bắt đầu. Nhưng các lực lượng Ukraine ở miền nam vẫn đang tiến công. Quân đội Nga đã phát động tấn công vào các điểm khác nhau của chiến tuyến ở miền đông Ukraine vào mùa thu này và cố gắng tiến lên ở thị trấn Avdiivka bị tàn phá và ở khu vực đông bắc vùng giữa các thị trấn Liman và Kupiansk, ông Zelensky cho biết. Thời tiết khó khăn, phòng thủ khó khăn trên các mặt trận Liman, Bakhmut, Donetsk và Avdiivka, các hoạt động tấn công ở miền nam. Tuyết và nhiệt độ đóng băng ở mức khoảng âm 5 độ C trong ngày 22 tháng 11 và có dự báo sẽ giảm xuống thấp hơn, có thể làm phức tạp thêm các hoạt động trên chiến trường, nơi giao tranh đang chuyển sang giai đoạn tiêu hao. Kể từ giữa tháng 10, Avdiivka, nơi tiền tuyến ít thay đổi kể từ khi cuộc chiến đầu tiên nổ ra vào hồi năm 2014 giữa Kyiv và lực lượng do Nga hậu thuẫn, đã đối mặt với làn sóng tấn công rồi yên ắng sau đó. Sau thời gian yên ắng như thế một ngày trước đó, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Quân sự hôm 22 tháng 11 cho rằng quân đội Nga đã gia tăng đáng kể số lượng các cuộc tấn công và không kích. Ông cho biết thêm,
quân phòng thủ chúng tôi đang kiên cường giữ vững thế trận phòng thủ theo hướng Adiska. Tư lệnh Oleksandr Tarnavsky viết trên Telegram rằng quân Ukraine tiếp tục tiến công trên mặt trận Melitopol ở phía đông nam. Trung Quốc và Uruguay hôm 22 tháng 11 đã nâng cấp quan hệ song phương, tạo tiền đề tăng cường thương mại và đầu tư, cũng như đưa quan hệ của quốc gia Nam Mỹ đầy tham vọng này với Trung Quốc lên ngang bằng quan hệ của hai nước thành viên khác trong khối Mercosur là Brazil và Argentina. Uruguay đang muốn đạt được các thỏa thuận với các nước mà họ hy vọng sẽ có lợi hơn cho họ so với khối thương mại khu vực. Còn Trung Quốc trong nhiều năm muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với các nước Nam Mỹ, chủ yếu là để đảm bảo quyền khai thác các nguyên liệu thô như ngũ cốc và dầu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với người đồng cấp Uruguay Luis Lacalle tại buổi tiếp ở Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh rằng Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Uruguay để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện làm điểm khởi đầu mới và làm phong phú thêm cho sự hợp tác. Trung Quốc đã là một nhà đầu tư lớn ở Nam Mỹ và đã cho bốn nước trong khu vực này được tiếp cận miễn thuế với thị trường tiêu dùng khổng lồ của họ. Ông Lacalle lần đầu đề xuất một hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc vào năm 2021 để đảm bảo các nhà xuất khẩu của họ có cơ hội tương tự như Chile, Costa Rica, Ecuador và Peru, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu nguyên liệu thô, hàng hóa công nghiệp và công nghệ. Nhưng Uruguay đối mặt sự phản đối từ các nước thành viên khác của khối Mercosur vốn muốn hoàn tất với châu Âu thay vì với Trung Quốc. Hiện tại, Bắc Kinh không cho thịt bò Uruguay hưởng ưu đãi thuế quan. Thịt bò chiếm 67% xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này sang Trung Quốc vào năm 2022, nơi đánh thuế 12% lên thịt. Để so sánh, các nước xuất khẩu thịt bò lớn khác là Úc và New Zealand vốn có FTA với Trung Quốc chỉ trả quan thuế lần lượt là 3,3% và thậm chí là 0%. Dữ liệu của Comtrade cho thấy 27% lượng hàng xuất khẩu của Uruguay vào năm 2022 là đến Trung Quốc, trong khi 17% là đến Brazil, còn Argentina và Mỹ mỗi nước chiếm 6%. Uruguay không thể dễ dàng ký FTA đơn phương với Trung Quốc vì nước này đã đồng ý về thuế quan ngoại khối chung với các thành viên Mercosur khác. Không chỉ vì khối này đã đạt được thỏa thuận FTA về nguyên tắc với Brussels vào năm 2019, Uruguay đã tiến gần đến ký kết FTA với Mỹ hồi năm 2006, nhưng chính phủ của họ vào thời điểm đó cuối cùng đã bác bỏ thỏa thuận này do lo ngại bị trục xuất khỏi Mercosur. Uruguay là một trong số ít quốc gia có thặng dư thương mại với Trung Quốc. Năm ngoái đã tăng gấp đôi từ 766 triệu đô la năm 2021 lên 1,5 tỷ đô la. $74 triệu như tấm pin mặt trời và vi mạch, hầu hết từ Việt Nam và Malaysia đã bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào tháng 9 hoặc bị kiểm tra các linh kiện xem liệu có được sản xuất bằng lao động bị cưỡng bức ở Trung Quốc hay không. Kể từ tháng 6 năm 2022, Mỹ bắt đầu áp dụng các quy định chặt chẽ hơn để trấn áp những vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, nơi mà cư dân phần lớn là người Duy Ngô Nhĩ, theo đạo Hồi.
Các quy định này đã dẫn đến việc Mỹ kiểm soát hơn 6.000 chuyến hàng trị giá hơn 2 tỷ đô la tính đến tháng 9, tháng gần đây nhất có dữ liệu được Hải quan Hoa Kỳ công bố. Theo dữ liệu được cập nhật trong thời gian trước đây của tháng 11, gần một nửa trong số các lô hàng đó đã bị từ chối hoặc vẫn đang chờ phê duyệt. Chỉ riêng trong tháng 9, các lô hàng trị giá 82 triệu đô la đã bị từ chối hoặc bị giữ lại để kiểm tra. 90% trong số này là hàng điện tử, một con số nhảy vọt so với mức dưới 20 triệu đô la trong tháng 8. Hơn 2/3 số hàng hóa bị từ chối hoặc bị giữ lại là đến từ Việt Nam hoặc Malaysia, những nước xuất khẩu số lượng lớn các tấm pin mặt trời và hàng bán dẫn sang Hoa Kỳ. Việt Nam cũng là nhà cung cấp hàng đầu về hàng dệt may, da dày và may mặc. Khu vực Tân Cương là nơi sản xuất chính về bông và silicon, đa tinh thể, là thành phần được sử dụng trong các tấm quang điện và hàng bán dẫn. Việt Nam và Malaysia có các lô hàng trị giá khoảng 320 triệu đô la mỗi nước đã bị từ chối hoặc bị giữ lại để kiểm tra kể từ khi quy định mới có hiệu lực, cao hơn gần 3 lần so với Trung Quốc. Mặc dù chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thương mại với Hoa Kỳ, nhưng hoạt động xuất khẩu hàng bán dẫn từ hai nước này cộng lại có trị giá hơn 730 triệu đô la chỉ trong tháng 8. Không rõ liệu các công ty tại Việt Nam và Malaysia có phải hoãn vận chuyển hàng hóa vì những vấn đề liên quan đến việc tuân thủ trên hay không. Các chuyên gia trong ngành và chính phủ ở cả hai nước nói họ không hay biết gì về vấn đề này hoặc chưa nghe có bất kỳ mối lo ngại nào. Washington cáo buộc Trung Quốc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, trong khi các nhóm nhân quyền lên án Bắc Kinh sử dụng các trại cải tạo và lao động cưỡng bức trong khu vực này, trong khi Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc về các hành vi xâm hại. Kể từ khi đạo luật về bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng bức lao động được Hoa Kỳ ban hành, các nhà xuất khẩu phải chứng minh được sản phẩm của họ không bao gồm bất kỳ nguyên liệu thô hoặc sản phẩm nào đến từ Tân Cương. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media. Qua phần trình bày của Thảo Nguyên, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin hân ái mến chào. Dành cho những người ưa thích đổi mới, những người mơ mộng, những người dám chấp nhận rủi ro, những người lao động tự do, tất cả đã giúp cho cộng đồng của chúng ta phát triển mạnh mẽ. Connectercare của cơ quan kết nối sức khỏe Massachusetts, Massachusetts Health Connector, có các chương trình bảo hiểm dành cho mọi lối sống và phù hợp với ngân sách của bạn. Mọi người trong cộng đồng của chúng ta đều có quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng. Các chương trình bảo hiểm của Connectercare có thể giúp thêm nhiều người tiết kiệm chi phí bảo hiểm sức khỏe trong khi nhận được sự chăm sóc mà họ cần. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không, hãy truy cập mehealthconnector.org hoặc gọi 1-877-623-6765. Chương trình ghi danh sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 1 năm 2024.